thì hát tốt không biết ha. Em bán dọn kho thử, em chỉ có bao em chỉ có test như clip thôi, bán theo clip thôi chứ em không có bảo hành gì đâu. Và bác phải dọn, phải chùi mắt, phải này nọ đi nó mới chạy tốt được nha. Chứ này là em chỉ để nguyên vậy là em giao thôi đó. Số 2. Con này âm rất hay nha. Ok, em đi nè. CD để cái cửa này không biết nó có đọc hay không. Cái này nó sẽ khó chụp dưới này. Thử em không biết nó có đọc hay không, cứ test thử đi. CD hôm qua thì bỏ vô thì thấy đọc rồi, không biết hôm nay thì sao. Ok, vậy là giờ phải hàng lại cái cửa này giùm em chút xíu ngay chỗ này nha, chỉnh ngay chỗ này muốn chơi CD. Còn không thì cứ bỏ vô thì ok, mắt đọc thì tốt rồi đó. Tiếng con này cực kỳ hay, tiếng con sáp này cực kỳ hay. Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tím. Qua bài thử ha, bài số 2. Đèn nó do em đi hát ra ngoài á, thành thử cho nó hơi chói mắt đọc á, nhưng mà có điều về phải vệ sinh phải này nọ đi nha. Out ngon này, chơi out hay lắm. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ. Hỏi ai có bao giờ còn trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con. Rồi, ok, nào, ok, được không nhé.